175天. Ngày 175. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Mình không tìm thấy bãi để xe. Mình ở đây chỉ chúng mình. 我们找不到停车场. 我 们 找 不 到 停 车 场 我们找不到停车场. 我们找不到停车场. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Trước đây học ở trường đại học nào? 以前在哪所大学读书? Tải về. 下载. Rất quen thuộc. 很熟悉. Trông có vẻ như. 看起来. Vị rất ngon, rất thơm. 味道很好, 很香. Chỉ lớn hơn mình 2 tuổi. 只比我大2岁. Nói chung là. 总之. Vừa rồi là chị ruột. 刚刚是亲姐姐. Luyện tập nói tiếng Trung. 练习讲中文. Không cần cố đi ôn từ mới và bài khóa gì nữa cả. Không cần cố đi ôn từ mới và bài khóa gì nữa cả. Không cần cố Không cần vội, từ từ thôi. 不用急, 慢慢来. Mỗi một ngôn ngữ đều là như vậy mà. 每个语言都是这样子的. Có sắp xếp gì, có an bài gì? 有什么安排? Thời gian qua nhanh thật. 时间过得真快. Còn cần chuẩn bị cái gì? 还要准备什么? Mỏi chân thật. 真累脚. Mua xong đồ trước. 先买完东西. Bên trong có cái siêu thị. 里面有个超市. Không rõ lắm. 不太清楚. Chắc là có không ít. 应该有不少吧. Đi vào bên trong đó xem xem. 去那里面看看. Tìm người hỏi đường. 找人问路. Không tìm thấy bãi để xe. 找不到停车场.